bạn có phải là trẻ con đâu mà hai bạn cứ lải nhải đấy, cứ lấy là cứ xin đấy. Tôi nói thật nha, hai bạn ấy chuyên đi coi thường người khác ấy. Tôi nói thật, ở đời ấy, đừng có bao giờ coi thường người khác. Bạn Nguyên, bạn Hầu ạ. Còn bây giờ hai bạn á, chim cút ra khỏi nhà tớ đi, đang dịch này. Nhớ ra đường đeo khẩu trang nào. Đi bà đi. Ôi, bà đi. Ra đây, ra đây. Đi tắm đi, làm luôn đi. Dịch này làm gì có chỗ để tắm. Ui, bạn ơi, bạn nhìn này. Tớ mới mua cái bể bơi siêu to khổng lồ này á. Bây giờ tớ với bạn ra kia bơm nước vào tắm, hai đứa tắm. Đi đi, giờ tớ đang nóng rồi, tớ bạn đi tắm đi. Đi đi đi. Đi ra cầm bê. Bạn cầm tớ cái máy này này. Bể bơi này á, tớ mua loại to luôn, bạn như nào? Bể này chắc tớ với bạn nằm có vừa không đấy. Ui, có thoải mái. Đấy, bạn thấy không? Nó nhỉ? Đấy, bây giờ để tớ bạn tớ vào trong nước ra đã. Tớ thử. Bạn Hậu ơi, vớ bơm. Bạn ơi, bơm đây ngay lên không thằng không vlog ra nó tắm cùng đây bạn ạ. Ok bạn, bạn chờ tí. Để tớ dòng dòng ngoài á. Đây bạn cầm mấy vòi. Đây tớ... Mát chưa bạn ơi, mát không? Đấy bạn đây, để tớ tắm cho. Đây. Các bạn ơi, phải mát lắm các bạn ạ. Quá đá bạn ra đâu. Nhìn lên xong bạn bảo nữa. Đây, để tớ ngồi bên này. Mát không? Mát. Bạn ơi, bạn ơi, hả? Mùa dịch này tắm phải bơi thích nhở? Quá thích mà sạch sẽ bạn nhở? Tớ tắm xong tớ đặt một cái về tớ dùng. Ông Biên Hậu ơi, cho tớ tắm nữa. Không, đi. Không, người mới bẩn lắm. Đúng rồi, bạn Nguyên ạ. Người nhìn kiểu người này là chắc là tháng nay không tắm rồi bạn ơi ạ. Nước ở trong này nó nhảy vào đúng rồi. Cho vào đây ô nhiễm nguồn nước của anh em mình đấy. Sao hai bạn lại khinh thường tớ thế? Người mày bẩn, người mày tắm đục hết cả nước ấy. Đây không phải là khinh thường mà bọn tớ đang chê đấy. Chê bạn đấy, bạn vừa bẩn lại vừa nhà nghèo, không đủ đẳng cấp, bạn hiểu không? Rồi đi về đi đào cái ao ở nhà mà nhảy xuống mà tắm. Đúng rồi. Thôi được rồi, tóm lại hai bạn không cho tớ tắm cùng đúng không? Không. Không. Bây giờ tớ về. Tớ về mua một cái ao ao. Về tớ mua một cái bể bơi to gấp 20 lần như này cho các bạn xem. Toàn là phen. Cái xẻng để đào ao đều có đợt 10 bể. Nhớ mát bạn ơi nhỉ? Các bạn ơi, đấy thế là mình vừa xin được mẹ ít tiền để mua được cái bể bơi siêu to khổng lồ các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn này, bể bơi khung kim loại bét bùn các bạn nhá. Đấy các bạn ơi, bể bơi này nó rộng lắm các bạn ạ. 20 người tắm thoải mái luôn các bạn nhá. Chứ không như cái bể bơi vừa lấy bé tí các bạn ạ. Bể bơi này to gấp mấy lần cái bể bơi vừa lấy các bạn luôn các bạn nhá. Thực sự vừa lấy mình cay mình tức lắm các bạn ạ. Thì các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dựng cái bể bơi này ra cho các bạn xem nó khổng lồ như nào các bạn nhá. Đấy mình có thể nói là cái bể bơi này nói chung là nó chà bá lắm các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ dựng ra các bạn xem nhá. Đấy, các bạn ơi, mùa Covid này các bạn ạ, mà có cái bể bơi tắm trong gia đình thì thực sự là rất là thích các bạn nhá. Đấy, mình đỡ phải ra ngoài để tắm kiểu như là ra cộng đồng các bạn ạ, lại lây nhiễm Covid với nhau các bạn nhá. Đấy, ui, cái miếng này là miếng vải xanh các bạn nhá. Đấy. Ui. Ở chỗ này là khung của nó các bạn này. Các bạn nhìn cái khung của nó đẹp không các bạn ơi? Bây giờ mình sẽ dựng ra các bạn nhá. Đây chắc là cái đế của cái bể bơi các bạn ạ. Kiểu như bốn góc các bạn ạ. Các bạn ơi, nó lắng quá các bạn ạ. Mình phun nước vào cho nó mát các bạn nhá. Đấy, để làm cho nó thoải mái các bạn ạ. Các bạn nóng lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ nhét khung vào trong cái bạt này các bạn nhá. Đấy, để cái vải này các bạn này, nó có cái lỗ này các bạn này. Đây này. Có những cái lỗ này để xuyên thanh ngang qua các bạn nhá. Đấy. Cái bể này của mình các bạn ạ. Nó dài 5m và rộng 3m các bạn nhá. Đấy, mình sẽ nhờ Di hỗ trợ các bạn ạ. Đấy, Di ơi lắp, bắt đầu lắp nhá. Vâng. Đấy. Đây các bạn này, mình sẽ đút cái thanh này vào đây các bạn nhá. Đấy.
từ ăn, đu lại các bạn. Đấy, lại đút qua đây các bạn này. Đấy, đút thêm cái gậy đi vào. Các bạn ơi, bây giờ mình lại đút thêm cái gậy vào nhá. Đấy. Đấy lên. Từ từ. Rất nhẹ nha các bạn ạ. Nó rất dễ. Đấy mạnh lên. Đây qua vào đây. Đấy các bạn ơi, lên đây rồi các bạn nhá. Ôi. Đấy các bạn ơi, các bạn ơi, đấy, đang lắp vì trời là mưa các bạn nhá. Nhưng không sao các bạn ạ, mưa thì bể bơi để ngoài trời cũng chả sao các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đi lắp bốn cái góc của cái bốn cái bể bơi này các bạn ạ. Đấy, lắp đây các bạn này. Đấy. Đấy, sao bút vào đây. Rồi, dựng nhá. Các bạn ơi, các bạn, đấy là lắp xong hết khung các bạn nhá. Bây giờ bọn mình sẽ dựng lên các bạn ạ. Nào, ghi dựng lên. Đấy các bạn nhìn chưa? Dựng lên đi ơi. Anh luôn cái bể bơi này các bạn ơi. Đấy, nhanh chưa? Nhanh không các bạn? Của công này là có 4 cái dây các bạn nhé, à 4 cái chốt các bạn nhé. Đấy. Rồi các bạn ơi, cái điều quan trọng nhất của cái này để cho nó chắc chắn thì các bạn ạ, nó có cái dây đây các bạn này. Đấy các bạn móc vào đây các bạn nhé. Đấy, rất là dễ các bạn ạ. Ôi, mình mua của Bét Bùn các bạn ạ. Đấy, sản phẩm của công ty Ba Miền các bạn thấy chưa. Đây, lại lắp dây tiếp các bạn nhá. Này, nó có cái dây ở dưới các bạn này. Bởi vì là khi mà nước nó đầy, nó có áp lực nó đẩy ra các bạn ạ. Chân nó sẽ đẩy ra như này các bạn ạ. Nên các bạn phải có cái dây này để chốt vào các bạn nhá. Đấy. Các bạn ơi, bây giờ các bạn ạ, bốn góc này nó rất dễ là tuột ra các bạn nhá. Mình sẽ ấy chốt vào các bạn ạ. Đấy, bên này nữa. Đây các bạn nhá. Ở cái chỗ này, cái chỗ tháo nước ra các bạn ạ. Nếu mà các bạn tắm mà nước nó bẩn rồi các bạn tháo nước ra thì các bạn xoáy ở đây các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ chốt nó vào để mình bơm nước vào các bạn ạ. Đấy. Các bạn ơi, bể Bét Bùn của công ty Bét Bùn các bạn ạ, thực sự nó rất chi là tiện lợi các bạn nhá. Các bạn ơi, đã hoàn thành xong hết rồi các bạn nhá. Đấy. Bây giờ là mình bơm nước vào các bạn ạ. Đấy thì các bạn ơi, các bạn thấy cái bể siêu to khổng lồ của mình nó khổng lồ không? Đấy, đen quá các bạn ạ. Đang ở đi trời là mưa các bạn nhá. Nhưng không sao các bạn ạ, chỗ mình nó mưa ngâu thôi, một tí nữa nó là tạnh các bạn ạ. Đấy, thì các bạn ơi, các bạn mà thắc mắc mà các bạn muốn mua cái bể siêu to khổng lồ này ấy, thì các bạn hãy liên hệ với lại cửa của Bét Bùn các bạn nhá. Sản phẩm của công ty cổ phần truyền thông Ba Miền các bạn ạ. Đấy, đấy. Thì các bạn ạ, cái bể này của mình rất là tốn nước ở đây, là mình phải bơm một lúc nữa thì mới đầy được các bạn ạ. Đấy, thì mình cứ để đây các bạn nhá. Đấy, khổng lồ luôn các bạn. Các bạn ơi, nước của mình đầy bể rồi các bạn nhá. Đấy, rất là thích luôn các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ vào tắm các bạn nhá. Các bạn nhìn chưa? Đấy, mình sẽ nhảy các bạn nhá. Vâng đó các bạn ơi. Đây các bạn thấy bể của mình siêu to khổng lồ không? Quá đẳng cấp luôn các bạn nhỉ. Ui. Thích quá các bạn ạ. Wow, đã rồi các bạn ơi. Woo.
bạn ơi, đã quá các bạn ạ, mát ơi là mát các bạn nhá. Đấy, bể bơi siêu to khổng lồ các bạn ạ. Đấy thì các bạn ơi, các bạn ạ, mùa dịch này mà các bạn ở nhà ấy mà có một cái bể bơi siêu to khổng lồ tắm này, thực sự là đã các bạn nhá. Đấy, thì các bạn ơi, các bạn mà muốn mua bể bơi ấy thì các bạn hãy liên hệ với này Bét Bùn các bạn nhá. Đấy, sản phẩm của công ty cổ phần truyền thông ba miền các bạn ạ. Đấy, hoặc là các bạn liên hệ với cái số điện thoại có để màn hình các bạn nhá. Đấy, các bạn có thể gọi vào số điện thoại này để đặt mua hàng các bạn ạ. Công ty sẽ tư vấn cho các bạn cách lắp đặt rồi tư vấn bể bơi kích thước như nào các bạn nhá. Đấy, hoặc là link mua hàng mình có để phần mô tả của video này các bạn nhá, fanpage của công ty các bạn ạ. Đấy, thì các bạn ơi, bây giờ mình đi lấy thêm mấy cái phao nữa để tắm cho nó đã các bạn nhá. Đấy, có thêm cái phao các bạn ơi. Đã các bạn ơi. Cười cười các bạn nha. Người ta cười các bạn ạ. Ông bên này, kia bẻ Hưng với lớp không nhỉ? Phải. Sao bạn ấy có cái bẻ bơi to thế nhỉ? Hai chúng mình xin vào tắm. Bạn Hưng ơi, bạn cho tớ tắm với. Bể bơi to thế cho tớ tắm nữa. Bạn Nguyên, bạn Hậu à? Ê, cái bể bơi này. Có phải bạn Nguyên, bạn Hậu không nhỉ? Đúng bà rồi. Tớ đây. Hai bạn ơi, đang dịch này hai bạn cách xa 2 mét tớ ra ấy để phòng chống dịch ấy. Mà hai bạn không đeo khẩu trang à? Bà tớ ở nhà đang đi qua đây sao đeo khẩu trang? Hai bạn sang làm gì đấy? Bề bọn tớ đi qua thấy bạn có cái bể bơi to thế cho tớ tắm nữa. Bạn tôi nói thật hai bạn nhá. Còn lâu tớ mới cho tắm. Mà bạn ấy, anh Hưng, bạn mua bể bơi này ở đâu ấy? Mà tua hết. À bạn Hưng ơi, gì ấy? Bạn mua cái bể bơi ở đâu mà tua hết? Đương nhiên là tớ mua của Bét Bùn rồi. Bét Bùn á? Đây này, của Bét Bùn đấy. Nhưng mà tớ không biết ở Bét Bùn nó có cái bể bơi tua này đâu bạn Hưng ạ. Thì làm sao? Nhưng mà cái bể bơi này to nhà tớ hơi chật nữa, tớ mua về cũng không lắp vào chỗ nào được. Nhà tớ cũng thế. Bạn Nguyên, bạn Hào ơi. Hả? Bạn cứ gọi cho công ty là họ khắc tư vấn cho bạn kích thước nào họ cũng có. Bạn hiểu không? Người ta lắp bé hơn có, mà nhỏ hơn có, khổng lồ hơn cũng có. Nhưng mà bạn ơi, thôi dù gì mấy anh em mình cũng chơi nhau từ bé là bạn bỏ qua mà tớ đi cho tớ với Nguyên tắm nữa chứ nóng lực này không có chỗ tắm. Cái gì? Cái bể bơi bé của bọn tớ hai hàng tắm chật lắm cho bọn tớ tắm nữa. Tớ nói thật hai bạn nhá. Người tớ bẩn lắm, cho nên cái bể bơi này bẩn lắm, không đủ đẳng cấp để chứa hai bạn đâu. Ê, nước trong veo bạn Nguyên ạ. Nước sạch đấy. Đi bạn ưng cho tớ tắm với. Đúng rồi. Chẳng qua cái bể kia thằng bé tớ không cho bạn vào tắm thôi. Bình thường tớ vẫn cho bạn mà. Đúng rồi, bể bé quá, bây giờ ba thằng tắm mà bể chật. Hai bạn này, bạn có phải là trẻ con đâu mà hai bạn cứ lải nhải đấy. Cứ lấy là cứ xin đấy. Tớ nói thật nha, hai bạn ấy chuyên đi coi thường người khác ấy. Tớ nói thật, ở đời ấy, đừng có bao giờ coi thường người khác. Bạn Nguyên, bạn Hầu ạ. Còn bây giờ, hai bạn á, chim cút ra khỏi nhà tớ đi. Đang dịch này, nhớ ra đường đeo khẩu trang nào. Đi bà đi. Các bạn ơi, các bạn. Đấy, mình dạy cho Nguyên nhau học một bài học các bạn ạ. Hôm nay dám thách thức lại coi thường mình các bạn ạ. Đấy, nói thật sự các bạn ạ, mình cay tức lắm các bạn nha. Nhưng hôm nay nhất quyết mình sẽ không cho tắm các bạn ạ. Bây giờ các bạn ơi, mình đi tắm cho nó thoải mái các bạn nha. Đang tắm vui các bạn nhở. Đấy. Ah!
Đã quá các bạn ơi. Đấy, thế là hai thằng trẻ trâu bị mình đuổi về rồi các bạn nhá. Đấy, tội buổi sáng nay khinh thường mình các bạn ạ. Hôm nay mình rất chi là thoải mái các bạn nhá, thích lắm các bạn ạ. Các bạn ơi, bể bơi khổng lồ này tắm đã các bạn ạ. Nó rộng, bơi thoải mái các bạn nhá. Đấy, chứ còn cái bể bé tí kia các bạn ạ, chỉ bơi lanh quanh ở trong nhà thôi, à, kiểu chỉ ngồi được ở trong cái thuyền đấy thôi, chứ còn chả bao giờ được bơi thoải mái này các bạn ạ. Đấy. Các bạn có nhìn thấy mình ở dưới nước không? Đấy. Đã quá các bạn ơi. Đấy. Bây giờ mình sẽ nhảy các bạn nhá. Bơi thích lắm các bạn luôn.